Đó, thì cái hàng này là hàng trang thái đỏ, làm bông tự nhiên nha quý anh chị. Cái hàng này thì hàng ưa nắng luôn, và mình thi công công trình thì trên cả tuyệt vời luôn. Quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi, hàng rất là đẹp nha cả nhà. Nó khoa nó quanh năm, nó lại ưa nắng, dễ chăm sóc mà ít sâu bệnh nữa. Thì mình trồng ở sân vườn này cả nhà, mình làm tiểu cảnh. Một viên mà nó ra hoa cả nhà, nó cho mình một cái không gian rất là nhiều màu sắc rực rỡ, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà? Quý anh chị thân mến, chào mừng quý anh chị đến với Hoa Kiển Hùng Thi. Nếu quý chị muốn mời vừa, điện thoại ngay đến số hotline 0918 708 965. Đây, thì hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị một số mặt hàng trang đây. Đó, trước màn hình của quý anh chị đó là trang thái đỏ nha. Đó, cái hàng làm bông tự nhiên, wow, quá tuyệt vời luôn. Wow, thì trang thái đỏ này là cái nhà, thì ngoài màu đỏ này ra thì còn màu vàng, màu cam, màu hồng. Nó rất là đủ màu luôn và đủ size cỡ cho quý chị lựa chọn luôn nha. Hàng bao đẹp, bao chắc khỏe nha cả nhà ơi. Đó, cái hàng thì quý anh chị thấy là cái lá không, là quý anh chị thấy là cái hàng phát triển mạnh rồi ha. Đó, thì cái hàng này là hàng trang thái đỏ, làm bông tự nhiên nha quý anh chị. Cái hàng này thì hàng ưa nắng luôn, và mình thi công công trình thì trên cả tuyệt vời luôn. Quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi, hàng rất là đẹp nha cả nhà. Nó khoa nó quanh năm, nó lại ưa nắng, dễ chăm sóc mà ít sâu bệnh nữa. Thì mình trồng ở sân vườn này cả nhà, mình làm tiểu cảnh. Một khi mà nó ra hoa cả nhà, nó cho mình một cái không gian rất là nhiều màu sắc rực rỡ, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà. Hàng bên em rất là đẹp nha cả nhà ơi. Wow, thì ngoài mặt hàng trang này ra thì Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp những mặt hàng cây công trình như là quỳnh anh tím, quỳnh anh vàng, mai vạn phúc và những cái mặt hàng cây dừa cạn siêu bông. Đó, rất là nhiều chủng loại để mình thi công những cái công trình. Đó, và bên cạnh đó thì Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp những mặt hàng cỏ như là cỏ Nhung Nhật, cỏ Lá Gần Ta, cỏ Lá Gần Thái, cỏ Đồng Phòng, cỏ Xin Dinh. Wow, rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thì mình mua cỏ hãm về cả nhà, mình trồng sân vườn nè, hoặc là mình trồng những cái sân bóng đá mini, mình trồng những cái lối đi để chống sâu bằng đất thì cũng rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà. Hàng rất là đẹp cả nhà ơi. Đó, thì bên cạnh đó Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp những mặt hàng cây xanh đô thị như cây tre bóng mát, như là Osaka vàng, Osaka đỏ, phượng vĩ, móng bò, liên sẹp, bàn đài lon, để mình trồng những cái công trình, những cái resort nha cả nhà, rất là tiện lợi luôn. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Thì ngoài cạnh đó thì những mặt hàng công trình lớn ra thì bên Hoa Kiển Thi còn cung cấp một số cây để bàn, cây văn phòng, những cái bàn tiếp khách như là hồng ngăn, ngàn sao, sao sáng, năng lượng, để mình mua về mình trang trí những cái bàn văn phòng làm việc hoặc là những cái bàn tiếp khách. Nó rất là tuyệt vời luôn. Mà đặc biệt là quý anh chị nào có nhu cầu mình mới vừa thì mình alo ngay cho Hùng Thi thì chúng em sẽ để giá cực kỳ hương cho mình luôn. Nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì ngoài những mặt hàng cỏ kiển hay hoặc là những mặt hàng cây thì Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp những cái giá thể để mình trồng cây luôn, như là phân bón cho cháu, sơ dừa, đất sạch. Mình muốn trồng rau sạch thì không thể thiếu đất sạch nghe cả nhà. Đó, nhanh tay gọi ngay Hùng Thi nghe, rất là tiện lợi luôn, qua số hotline 0918 708 965. Wow cả nhà ơi, thấy không, cái trang đó là màu vàng đó cả nhà, rất là đẹp đúng không cả nhà. Nó hàng đó mình trồng sân vườn hoặc là mình thi công công trình đó cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Nó có bông quanh năm mà nó lại có sức sống tốt nè, mình dễ chăm sóc nè, ít sâu bệnh nè, mà cây phát triển tốt thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì shop online Hùng Thi trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, có địa chỉ là 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc. Thì shop online Hùng Thi bên Hoa Kiển Hùng Thi thì đã có kinh nghiệm về lĩnh vực hoa kiển và cỏ thảm các loại trên 15 năm rồi, thì quý anh chị hãy yên tâm khi mua hàng bên Hùng Thi ha. Chúng em làm với một tiêu chí đó là uy tín và chất lượng trên hàng đầu. Thì quý anh chị hãy yên tâm khi mua hàng bên chúng em sẽ trao cho đến tay quý anh chị những cái sản phẩm tuyệt vời nhất và hài lòng đến quý anh chị tốt nhất. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Thì quý anh chị mua hàng bên Hoa Kiển Thi á, quý anh chị sẽ được một cái lợi thế là quý anh chị mua số lượng càng nhiều thì giá càng ưu hơn. Và chúng em mới làm một cái tiêu chí đó là uy tín và chất lượng là hàng đầu, nên quý anh chị cứ yên tâm khi mua hàng bên Hoa Kiển Hùng Thi, chúng em sẽ đảm bảo hàng chất lượng và hàng uy tín nhất. Đó, thì rất là vui khi được quý khách hàng đã ủng hộ Hùng Thi suốt trong những cái thời gian qua, và rất mong là sự đồng hành của quý anh chị luôn luôn đồng hành và ủng hộ Hoa Kiển Hùng Thi trong thời gian sắp tới nha.
và tụi em xin tạm dừng cái like ở đây và chúc quý anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ, mát mẻ và tràn đầy năng lượng nha. Bye cả nhà yêu.